Xin chào, tôi là Anna đây. Xin chào, tôi là Anna đây. Nào, đi chơi thôi, được chưa? Tôi sẽ chơi xích đu. Và tôi sẽ chơi cầu trượt. Tôi chơi bập bênh thôi. Tôi sẽ bập bênh mảnh ạ. Bây giờ tôi sẽ về nhà nha. Xong. Cho tôi đi ra đây. Đi ngoài nhà thôi. Đi từ nhà. Ừ, là cửa sổ mà. Mở cửa ra ngoài. Đi vào nhà. Ừ, cứ đi. Cất ô tô đã. Rồi. Đi ra nhà. Ừ, để tôi vào rồi. Đi nào, cho bạn mở vào nào. Rồi, đóng cửa vào, khai khóa vào. Trời. Hôm nay là sinh nhật của ai đây? Anh Nga. Bây giờ nha, cho các bạn ngồi vào ghế. Quay mặt lại chứ. À, uống nước. Rồi cục ly. Yo. À, ăn bánh gato. Chắc 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 chắc. À, đói quá. Bây giờ đi ra bếp nào. Đi ra bếp. Bánh này nó được xin cho bà. Bây giờ tôi sẽ ăn nồi cá. Nồi cá. Lấy sữa nào, rớt vào cốc. Lấy cốc vào cốc. Sữa, rớt vào cốc. Rớt vào cốc. Rồi, ăn kem rồi. Ăn kem thôi. Mai em lấy hết cả đồ dùng không? Cho tôi đi tắm với. À, thế thôi, tôi sẽ đi mở vệ sinh. Dập giấy vệ sinh. Rồi, đến giờ đi ngủ. Gặp chờ mà mình. Gặp. Rồi, bây giờ sẽ thay bánh nhẹ để chơi nha. Xoay gương. Ừ. Mình sẽ thay bánh này. Mình sẽ thay bánh màu hồng. Mình sẽ thay áo màu hồng.